chào bà con về lại kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay mời bà con xem con máy sấy cải tiến nó sẽ rất khô như thế nào bà con. Quá trời bụi này sấy rồi nè bà con. Này vườn của người ta, ta trồng dừa nè. Giờ chắc cũng 5 giờ, 5 mấy rồi, 16 giờ. Rồi ta sấy, nó sấy xong rồi nè bà con. Kinh hồn. Đây người ta trồng cỏ nuôi bò nè. Này miếng dừa người ta lên người ta móc cái sình lên người ta đắp. Để khô nè bà con. Này dừa. Bông dừa. Xa xa đó là người ta trồng thanh long. Giống như ông khói di động á, bụi quá trời. Cái này ta đốt vô đó bà con, nên là nó có cái bụi.
là cái bánh quá lớn rồi. Sói. Đây là giống như là sói khô, gọi là sói khô. Cảnh tượng này chỉ có miền Tây mới có. Cối hả con, bụi quá ta. Bye.